kiếp nạn khi có con hả mọi người ơi? Trời ơi, cứu mẹ con đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Cứu tôi. Tao sẽ cắn Ngạn ơi, vì Ngạn ơi đã cắn. Nên suy nghĩ lại luôn vậy. Có coi là vậy hả mọi người? Vô. Hả? Ngạn ơi. Quá đủ rồi, quá mệt rồi, quá muộn rồi. Mẹ ơi, con làm đầu tóc mẹ bù xù hết rồi. Sao mẹ đi làm? Nhà. Ở đây mẹ không về nữa. Cảm ơn nha. Quá trời có phước. Ủa? Ủa? Nó nhảy được một hồi giờ bẻ hỏi. Hả? Câu chuyện Tấm và Cám. Tấm đang xem cô hướng dẫn làm cá. A few moments later. Làm mẹ lên. Làm bây giờ chưa? Bây giờ làm gì? Làm mẹ. Trời ơi, hỏi người ta mới là mới đi làm lần đầu. Trời ơi. Trời, tôi chỉ cần có giao hàng với người ta. Ai giao? Giờ tới sáng nào không xong. Trời ơi, trời. Đừng có là hơn hư mẻ cá này rồi. Rồi xong rồi. Hao hụt biết bao nhiêu cá của tôi. Cái này
là cái gì vậy? Cái chuột kiến. Cho em chút kỳ viên về lần đầu làm cá cho chị đi. Làm cá cắt thấu mà nguyên con cá mà cắt hơi hết đầu của ta. Nói chung là lần đầu tiên làm cá thấy cô cực thiệt. Hồi sáng con đi quay cảnh chạy lưới là biết mọi người phải chạy cả đêm mới tới sáng, từ 9 giờ tối cho đến 7 giờ sáng mới được về, mà có một chút xíu cá gì nữa. Làm cá rất là cực rồi. Giờ đến cái khâu mà cắt cá nên là cũng gian khó lắm nha. Tại vì cắt làm sao phải cho đẹp cho tôi mà không có vô tay. A few moments later. Ai ơi mà.